Một cái đen à? Giống như trong một bình dưới, ví dụ bình dưới đúng không? Hay là
cây đen khác. Cây đen xua thổi được gì? Là cái bộ mà mình dần dần xua thổi đúng không? Vâng ạ. Chắc là ok, còn tí với mặc đồ gì? Cũng đồ đen luôn à? Sơ mi trắng hả? Thế nhưng mà lúc đàn xong xong ở sân khấu lại cởi ra trong sơ mi đen rồi đó. Vâng. Chị bảo này. Chị bảo quý hôm nhưng còn cái dây lai đàn nào dài hơn đấy. Thật vai đây nhỉ? Có không? Kinh ơi! Bảo quên mà yếu rồi này. Kinh bỏ sao? Thế à?